xâm loạt bẫy chim Tuấn Lan lại gửi lời chào tất cả các bác, đặc biệt là các bác đam mê đi bẫy chim sẻ các bác nhé. Thì như các bác thấy đây là cái loa để dành cho các bác chuyên đi bẫy chim sẻ. Đây là loa E76 các bác nhé, nhưng rất là nhỏ gọn để các bác chơi đi bẫy chim sẻ. Đây là hai cái loa bên shop đã nối sẵn cho các bác để gửi cho các bác. Đây là hai cái loa này thì là loa ốc nhồi này, hai loa đen này các bác nhé. Đây, nó rất là vang xa và nó đánh hiệu quả rất là cao. Và đây là cái chiếc thạch anh các bác nhé, hai là chiếc thạch anh hai ốc nhồi nối sẵn cho các bác rồi để các bác về chỉ được chơi thôi. Đây là shop bán rất nhiều mẫu loa, thì đây là cái mẫu loa bẫy chim sẻ các bác nhé, chuyên đi bẫy chim sẻ và điều khiển từ xa các bác nhé. Đây là cái mẫu này thì điều khiển từ xa hết, nên là anh em chơi thì sẽ biết. Đây, đấy, đây là tiếng sẻ non. Đấy, đây là vôn to vôn nhỏ này. Đấy, vôn to này, ấn vào đây. Đấy, và đây là chuyển bài này. Đấy, đây sẻ non các bác nhé. Ở đây là sẻ già này. Đấy, nếu mà các bác ở ngoài Bắc thời điểm này các bác đánh sẻ già rất là hiệu quả, nên là đánh chất lượng các bác nhé. Đấy, đây là cái mẫu E76 các bác ạ. Đây, cái mẫu loa này, loa E76. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với shop. Đây này, đi gồm có là một cái phụ kiện là cái tai nghe này, một cái điều khiển này, một cái sạc loa này, và một cái túi đeo loa các bác nhé, một cái dây loa, dây đeo. Đây là thân loa này, để các bác chơi. Đây, các bác có nhu cầu mà độ chép để đánh hiệu quả cao thì các bác cứ alo theo shop, shop sẽ độ cho các bác trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop các bác nhé. Shop nhận ship hàng toàn quốc, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng, test thử ok các bác mới phải thanh toán tiền, nên là rất mong anh em ủng hộ shop trong thời gian tới. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.